Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Chủ nhật 16 thường niên, trích đoạn tin mừng theo Thánh Marco cho thấy tin mừng Đức Giêsu Kitô là hoạt động Thiên Chúa đang được thể hiện giữa loài người hôm nay. Tin mừng này nhắm tới mọi người nhờ sứ vụ các tông đồ. Xuyên qua sứ vụ này, chính lòng thương xót của Đức Kitô, đức ái của Người chiếu cố đến mọi người. Khi suy gẫm về sự hiệp nhất giữa Đức Giêsu và các môn đệ ở thời kỳ khai nguyên tin mừng, Thánh Marco chạm tới thực tại sâu xa của giáo hội, trách nhiệm của giáo hội, đòi hỏi mà giáo hội phải đáp ứng bằng sứ vụ loan báo tin mừng. Khi khuyên các môn đệ tới một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi, Đức Giêsu đã làm một cử chỉ rất nhân bản. Người tỏ ra là một vị thầy quan tâm đến mọi phương diện thuộc đời sống các môn đệ. Lòng từ bi và thương xót là một phẩm tính của Thiên Chúa. Qua thái độ của Đức Giêsu, ta thấy được lòng thương cảm của Thiên Chúa đối với loài người. Bất cứ ai có vai trò mục tử đều được mời gọi bắt chước Đức Giêsu về mọi phương diện này. Khi đưa nhóm 12 vào sứ vụ này, Đức Giêsu đã vất vả mới mở mắt các ông ra được, thì chắc hẳn không người môn đệ nào hôm nay muốn thực tập đời tông đồ mà lại miễn chuẩn cho mình khỏi phải ở với Đức Giêsu, nhìn ngắm Người và bước theo Người. Kính thưa cộng đoàn, lời mở đầu của hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng Gaudium Spes của Công đồng Vaticano thứ hai nói rằng: vui mừng và hy vọng, u sầu và lo lắng của con người ngày hôm nay, nhất là những người nghèo khổ và những người đau khổ, phải là vui mừng và hy vọng, u sầu và lo lắng của người môn đệ Chúa Kitô. Chúng ta biết rằng bất kỳ một điều gì đó là của con người mà không gieo ấm hưởng trong lòng môn đệ người tín hữu Chúa Kitô. Lời của Thánh Công đồng Vaticano thứ hai như là một sự gợi mở và soi sáng cho chúng ta đi sâu vào tin mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay. Vì mục tử tối cao là Đức Giêsu đã nêu bật vai trò và sứ mạng của người mục tử. Khi thấy đám đông thì Ngài chạy lòng thương vì họ vất vưởng bơ vơ không người chăn dắt. Quả vậy, trong bài đọc sách thánh thứ nhất, ngôn sứ Jeremiah đã nói về viễn tượng của đoàn chiên bị bỏ rơi mà bởi các vị mục tử lơ là, thiếu trách nhiệm, và chính Chúa đã đích thân quy tụ để họ được trở về sống trong một môi trường tốt tươi, để chiên được sống và sống dồi dào. Sau cùng, chính Thiên Chúa đã hứa cho các vị mục tử khác đến để chăm sóc đoàn chiên của Ngài, để đoàn chiên không còn sợ hãi và bị bỏ rơi nữa. Lời hứa của Thiên Chúa vẫn chưa dừng lại ở đó, vì sẽ tới những ngày Ngài sẽ làm chỗ sinh một chồi non chính trực, và đó là một vị vua khôn ngoan, tài giỏi, sẽ thi hành điều chính trực công minh. Dưới sự dẫn dắt của vị vua này, dân Chúa sẽ được cứu thoát và được sống yên hẳn. Đây là lời hứa quan trọng dẫn đến vua Giêsu đứng công minh chính trực, đứng ban ơn cứu độ cho con người. Tất cả những hình ảnh được nói đến trong bài đọc sách thánh thứ nhất hôm nay là hình ảnh tiên trưng cho vị mục tử là chính Đức Giêsu trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu đã không chỉ chạnh lòng thương, nhưng Ngài còn cảm nghiệm được nhu cầu của đoàn chiên. Ngài đã ra tay để nuôi sống họ bằng bánh và lời của Ngài. Qua bài tin mừng, Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta
những người Kitô hữu thuộc mọi thành phần, thuộc mọi nơi và mọi thời, ý thức được vai trò và sứ mạng của mình là đem đến cho nhân loại tin mừng của ơn cứu độ. Mà cụ thể đó là chúng ta được mời gọi để sống trong một môi trường xã hội và thế giới hôm nay. Chúng ta được mời gọi để chia sẻ với biết bao những con người, và bên cạnh họ là biết bao những thách đố, biết bao những vất vả cơm máu gạo tiền, rồi đến những băn khoăn lo lắng của biết bao những con người đang chịu những thiệt thòi về mặt tinh thần cũng như luân lý. Thưa cộng đoàn, chúng ta cảm tạ Chúa đã cho giáo hội của chúng ta qua mọi thời, dọc dài suốt dòng lịch sử của giáo hội, đã có những con người đã xả thân vì người anh em, chị em của chúng ta. Cụ thể nhất, trong thế kỷ 20 vừa qua, chúng ta được thấy chân dung của một thánh Martino de Porres. Ngài đã chia sẻ thân phận cùng cực của những con người sống bên lề xã hội tại thủ đô Lima của nước Peru. Rồi chúng ta được thấy chân dung của một con người phụ nữ gầy gò, ốm yếu, đó là mẹ Teresa Cancuta. Một con người không phải là người dân Ấn Độ, nhưng mẹ đã sống như một con người Ấn Độ để mẹ chia sẻ những phận người, những con người đang sống bên lề xã hội, những con người đang sống trong những khu ổ chuột của thành phố Cancuta. Mẹ đã ấm lấy họ, mẹ đã nâng niu họ, mẹ đã yêu thương chăm sóc họ như là cho chính Chúa Kitô, mà có lần mẹ đã từng tâm sự với các nữ tu của hội dòng do chính mẹ sáng lập. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cũng cả tạ ơn Chúa vì trong những thời gian gần đây, chúng ta được chứng kiến và chúng ta cũng thấy được những thành quả do những đoàn thể, những hội đoàn công giáo của chúng ta đã hướng mục vụ của mình để chăm sóc cho anh chị em đồng loại, đặc biệt là những con người nghèo khổ đang sống ở những nơi thiếu văn minh về tình thương cũng như vật chất. Cụ thể, đó là chúng ta đã thấy những đoàn thể đến viếng thăm và cùng đồng lao cộng khổ với những anh chị em dân tộc ở trên những vùng cao nguyên. Hoặc là chúng ta cũng thấy sự chia sẻ của biết bao những đoàn thể công giáo thì vào các mùa hè, các anh chị em trẻ và đặc biệt là các bạn sinh viên công giáo đã đến để chia sẻ với các em thiếu nhi nghèo, để cùng với các em ôn lại những kiến thức, để cùng với các em làm sao cho cuộc đời của các em bớt đi những bất hạnh, bớt đi những nghèo khó và rất nhiều những công việc khác nữa mà chúng ta thấy được. Chớ gì những công việc của các đoàn thể ấy phát xuất từ một tấm lòng nhân hậu của Thầy Chí Thánh Giê-xu. Vì mục tử tối cao của chúng ta, Ngài đã làm cho hội thánh, Ngài đã làm cho nhân loại trở nên được hạnh phúc, được sống sung mãn. Ngày hôm nay, khi chúng ta tham dự thánh lễ, và đặc biệt là khi chúng ta kết thúc thánh lễ, chúng ta được vị chủ tế mời gọi chúng ta ra đi để mang lại bình an cho nhân loại. Chúng ta ra đi để mang lại niềm vui,
mang lại sự giải thoát và ơn cứu độ cho con người ngày hôm nay. Chứ gì tin mừng của ngày hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống của mỗi người Kitô hữu trong vai trò làm ngôn sứ cho Chúa. Chúng ta đã nói gì nơi nhân loại và thế giới ngày hôm nay? Và chứ gì tin mừng của Chúa trở nên phương thế giúp mỗi người chúng ta sống đúng với vai trò và sứ mạng mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Đó là đem tin mừng của Chúa, tin mừng của ơn giải thoát và ơn cứu độ đến cho mọi người. Amen. Chân lý này con đã tròn, xin hướng dẫn đưa bước chân con để nên chứng nhân cho tình Ngài, để đời con được sống chung kiên. Vì lạy Chúa, đường chân lý này con kiếm tìm, đường chân lý cứu thoát nhân gian, đường chân lý sáng soi cuộc đời và dịu dàng về nơi mến thương. Chúa chính là chân lý, là lẽ sống và là con đường. Chúa chính nguồn vinh phúc, nguồn ánh sáng và nguồn tình yêu. Lạy Chúa, nguyện đời con hằng luôn thiết tha, dù trăm lối vương bước chân xa, dù nguy khốn khó khăn ngập tràn, nguyện đời con tình chẳng phôi pha. Và lạy Chúa, đời con đây Ngài đã biết rồi, bao phen đã lê bước chân rơi, tìm chân lý xuyên qua cuộc đời mà tình Chúa dạt dào khắp nơi. Chính là chân lý, là lẽ sống và là con đường. Chúa chính nguồn vinh phúc, nguồn ánh sáng và nguồn tình yêu. Bao truyền bao ân phúc tràn chứa thân con, trong chân lý con say tình tròn, nguyện đời con hạnh phúc tri ân. Và lạy Chúa, nguyện đời con thành nhân chứng Ngài, luôn kiên vững loan báo tin vui, ban ân phúc cho muôn ngàn người và chờ che người không chốn nơi. Chúa chính là chân lý, là lẽ sống và là con đường. Chúa chính nguồn vinh phúc, nguồn ánh sáng và nguồn tình yêu. Lạy Chúa, cho con biết chia sớt nỗi buồn, tìm đến với bao kiếp chia xa, người suy yếu ôm đau tật nguyền, và đời ai tìm đến bên con. Vì lạy Chúa, con vẫn biết đời con đáng gì, con vẫn biết sức con,
con vẫn biết thân con là gì mà để Chúa dùng con. Chúa ơi, Chúa chính là chân lý, là lẽ sống và là con đường. Chúa chính nguồn vinh phúc, nguồn ánh sáng và nguồn tình yêu. Chúa chính là chân lý, là lẽ sống và là con đường. Chúa chính nguồn vinh phúc, nguồn ánh sáng và nguồn tình yêu. Chúa chính là chân lý, là lẽ sống và là con đường. Chúa chính nguồn vinh phúc, nguồn ánh sáng và nguồn tình yêu. Chúa chính là chân lý, là lẽ sống và là con đường. Chúa chính nguồn vinh phúc, nguồn ánh sáng và nguồn tình yêu.